Một quang cảnh hoàn toàn mới tại kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai. Tại các quầy hầu như vắng người giao dịch trực tiếp. Đây là kết quả của quá trình triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các khâu quy trình nghiệp vụ của kho bạc, mà cốt lõi chính là hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Tỷ lệ thu tiền mặt qua kho bạc nhà nước tỉnh chưa đến 1%, tỷ lệ chi ngân sách nhà nước qua hệ thống kho bạc gần 1,5%. Từ năm 2020 thì hệ thống kho bạc nhà nước, trong đó có kho bạc Lào Cai, đã triển khai thành công cái hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tới 100% các đơn vị sử dụng ngân sách có giao dịch với kho bạc nhà nước trên địa bàn, bao gồm cả các xã, phường, thị trấn ở vùng sâu, vùng xa, đã làm thay đổi cái phương thức hoạt động cũng như là cái hiệu quả hoạt động của kho bạc nhà nước và mang lại lợi ích rất là thiết thực cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đến nay thì cái tỷ lệ hồ sơ giải quyết kho bạc, thủ tục hành chính giải quyết qua hệ thống kho bạc nhà nước qua dịch vụ trực tuyến ấy, có thời điểm đạt tới trên 98%. Hiệu quả rõ ràng nhất được thể hiện thông qua hệ thống dịch vụ công do kho bạc nhà nước triển khai, chính là rút ngắn khoảng cách giữa kho bạc với các đơn vị sử dụng ngân sách. Tại bộ phận tài chính kế toán xã Tà Phời, thành phố Lào Cai, nếu như trước đây phải mang hồ sơ trực tiếp đến kho bạc để nộp, trong quá trình thực hiện, nếu có sai sót gì thì sẽ phải nhận lại hồ sơ mang về để chuẩn bị cho đảm bảo theo đúng quy định. Chính vì vậy, số lần đi lại giữa xã và kho bạc cho một giao dịch là quá nhiều. Từ khi mà kho bạc triển khai cái thực hiện thanh toán qua dịch vụ công thì đối với xã vùng sâu vùng xa chúng tôi thì rất là thuận tiện. Có thể ngồi ở bất cứ đâu để miễn là có mạng internet và có chứng thư số để hoàn thiện hồ sơ để gửi ra kho bạc thanh toán. Và cái thời gian kho bạc tiếp nhận và phản hồi lại thì cũng rất là nhanh, chỉ trong có thể 5-10 phút là đã có phản hồi lại. Với các đơn vị có số lượng giao dịch hàng tháng lớn thì việc triển khai cổng dịch vụ công, việc thực hiện giao dịch được thực hiện bất kể thời gian, vị trí, miễn là có mạng internet và chứng thư số. Trước chúng tôi là cứ xong chứng từ là chúng tôi phải mang ra kho bạc và trong giờ hành chính. Nếu ngoài hết giờ hành chính, gần hết giờ hành chính là chúng tôi cũng phải ngừng để sang phiên sau. Thế nhưng đến bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ là chuyển luôn, kể cả hết giờ. Và trong tối hoặc là sáng sớm là chúng tôi có thể đẩy được ra kho bạc bất kể lúc nào. Và cái nữa là chúng tôi thấy là cái việc này sẽ hạn chế được cái việc mà giả mạo chữ ký và con dấu của đơn vị. Có thể thấy hiệu quả mang lại từ quá trình chuyển đổi số của kho bạc nhà nước tỉnh Lào Cai cho đơn vị sử dụng ngân sách giai đoạn vừa qua là rất thiết thực, hiệu quả, góp phần rút ngắn tối đa thời gian, chi phí trong thực hiện công tác thanh quyết toán của các đơn vị sử dụng ngân sách.